Làm sao giữ mẹ cá tươi này về tận đất liền đây? Có tủ đông, bền chuẩn hòa phát, đông sâu chuẩn hòa phát. Nhưng dung tích có đủ lớn? Lo gì, sửa chữa lớn chuẩn hòa phát. Có tủ đông nào cho hàng hóa siêu thị không? Đây, trưng bày thực phẩm đẹp mắt chuẩn hòa phát. Còn tủ đông cho gia đình thì sao? Tủ đông đứng, nhiều ngăn chia, phù hợp mọi nhà, đáp ứng mọi nhu cầu trữ đông. Tủ đông hòa phát, trữ đông chuẩn hòa phát.